lại về một con xe biển số rất là đẹp, rất là dễ nhìn trong đây quý anh chị, 51G96875. Đây, bên em hổm gà về rất là nhiều xe biển số đẹp luôn quý vị, 77A tới quý 1 nè, 51K23456 mà chưa sắp dỡ bản này nè. Đây, xe Mazda CX-5 28 đi 8.000 km, 51G85676 và một con Honda HGV biển số 51G98765 luôn nha anh chị, còn cái này là 96875. Đấy, bên em hổm gà về rất là nhiều xe đẹp, xe ken, xe cọp, biển số đẹp phục vụ để quý anh chị luôn. Thì hôm trước là quý anh chị nào có lỡ á, lỡ cái con Vio á, con Vio là phân khúc A thì nên cân nhắc chuyển sang con Zac này nè, nó rộng rãi hơn xíu nhưng mà giá tiền nó cũng như nhau. Thì trước mắt quý anh chị là một con Honda JAZZ bản GS, bản cao cấp nhất luôn, đời 2019, đi được 55.000 km. Đấy, bản GS là bản cao cấp nhất. Thì hôm trước có giá lâm quanh tầm 400 mấy hơn xíu thôi quý anh chị. Hôm trước thì quý anh chị chọn Vio đời cao hơn xíu nhưng mà thấp hơn hai đời, chọn con Zac này rộng rãi, động cơ khỏe hơn, động cơ 1.5, ra ra công suất 100 lâm quanh khoảng 130 mã, đi rất là tiết kiệm bền bỉ luôn. Nãy giờ em cho động cơ nổ cho quý anh chị xem, không có nghe tiếng gì luôn nha quý anh chị. Đây, em đưa sát máy quay lại cho quý anh chị xem. Đấy, nghe cực kỳ êm ái luôn, Honda hàng Nhật Bản, vận hành cực kỳ êm ái, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, Honda có khắp hết mọi nơi. Đấy, rất là tiết kiệm luôn. Trên dây này thì được trang bị cho mình là bóng bi led nè, rất là sáng nha, bi gầm đầu đầy đủ luôn. Đấy, mâm trên con này là mâm 16 anh, mâm 16, đây mâm 16 anh. Vỏ thì nãy em cũng chưa xem nữa, vỏ zin thì như em nhớ là vỏ mới thay, vỏ mới thay tầng thứ 13 của năm 2021, đi 55.000 thì cũng nên thay là tốt nhất đây quý anh chị. Màu bạc liền lạc, đồng màu trước ra sau luôn, xe vừa về mưa gió em sắp máy quay ra liền để phục vụ quý anh chị là người xem đầu tiên để xem chốt sớm. Alo Trâm Đức nhé. Đấy, bản GS trong con này thì được trang bị cho mình là bản cao cấp nhất, thì được 6 lo 6 túi khí luôn, rất là an toàn luôn. Trang bị phim cách nhiệt 2 côn nè, cách tia UV, cách chống nắng nó cực kỳ tốt luôn, giữ nhiệt trong xe rất là tiện lợi luôn. Cầm lùi, cầm miếng lùi đầy đủ luôn nha. Đấy, động cơ Avitech rất là tiết kiệm, nổi tiếng của Honda luôn. Cái tiêu tiếng này có hơi bụi xíu thì bên em sẽ ba dọn rửa lại trước khi bàn giao tao với chị nha. Xe vừa về em sắp máy quay ra liền để phục vụ anh chị xem. Để em xem cái bánh xe cua, bánh xe cua thì chưa hạ luôn nha. Đấy, rất là sáng sạch sẽ, đó là các chi tiết bụi thôi anh chị chứ chưa hạ nha. Động cơ 1.5 thì đi rất là tiết kiệm luôn. Đây, lâm quanh đường ngoài đô thị là 4.7, đường kết hợp là 5.6 và đường trong đô thị 7.2. Honda khỏi phải bàn này, người Nhật Bản thì rất là thực dụng luôn. Đấy, các chi tiết nội thất nè, hàng ghế thứ hai thì rất ít dùng đây quý anh chị. Đấy, không có dấu hiệu mà đi được 5.500, chưa có dấu hiệu xuống cấp nhiều. Lót sàn chẳng, trần nguyên sinh, nội thất màu đen, khối chỉ đỏ, rất là sáng xe sạch sẽ. Trên phân khúc B này thì cái đó chỗ phần đó thì chưa có kiểu gió điều hòa. Đấy, trên con này thì được lấy cụm đồng hồ như Honda City luôn như đấy quý anh chị. Trên Toyota thì có Vios hoặc là Jagex, còn này thì có City và Jay. Đấy, cạnh tranh rất là nhiều luôn. Hệ thống 6 lo nè. Đây, có cân bằng điện tử nè, kiểu eco tiết kiệm nhiên liệu. Có lẫy số luôn nha quý anh chị. Đấy, xe bản GS có lẫy số luôn. Rất là nhiều nút bấm nha, như nhạc làm thoại gánh tay, cruise control. Ô đô chuẩn 55.816 km nha. Bên em cam kết bằng những tờ nhân bản ô đồ chuẩn nguyên zin. Đấy, màn hình zin theo xe, điều hòa bằng cảm ứng nè quý anh chị, rất là nét luôn nha, rất là sáng sang. Đèn no start up, số tự động, phanh cơ thôi. Thì nói chung là các chi tiết mà đi được 5.500 chủ đi giữ là kỷ nha. Đi mà là 3 năm 5.500 như thế là quá là ok luôn á, rất là sạch sẽ. Thì đi vào động cơ cho quý anh chị xem. Nãy giờ em nổ máy luôn á, mình tiếng máy nổ cực kỳ êm đấy quý anh chị. Đấy, rồi mình cùng đi vào với nắp capo là khối động cơ 1.5 cho công suất 130 mã lực. Đấy, động cơ nổ nghe cực kỳ êm luôn nhớ đấy quý anh chị. Đây quý anh chị xem, dây cua go đang quay nè, nổ rất là êm nha, ốc ác kêu chỉ mới nói là nguyên zin nha. Tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối, tao với anh chị xe không đâm đụng tai nạn thiết kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng toàn quốc. Nếu như quý anh chị ở xa xem được video của em Đức đó, thì nhanh tay alo cho em. Nếu như ân xe, em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết qua Zalo cũng như là video chi tiết cho anh chị xem. Đúng như em cam kết thì cọc xe rồi em giao xe kiểm tra khách hàng hợp full tiền nha quý anh chị. Hiện tại thì mua bán xe online là chính, nên là các thủ tục giấy tờ rất là đơn giản luôn. Kiểm tra khách hàng bên thứ ba cho nó an tâm nha.
Đấy, bên em bán xe số lượng rất là lớn nha, nên quý anh chị yên tâm, uy tín phải đặt lên hàng đầu nha, không phải bán một hai xe nha quý anh chị. Rồi, nếu như quý anh chị có quan tâm, vô lòng liên hệ chăm Đức nha. Số điện thoại em có ghi trên trang nha, 0889922878. Trước mắt quý anh chị đây là một con Honda Say bản GS, bản cao cấp nhất luôn, đời 2019, đi được 5,5 vạn, bị số bình thành phố, siêu đẹp luôn, 96875. Bên em chuyên sưu tập xe số đẹp cho nhau nha quý anh chị. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Đấy, nước sơn màu bạc liền lạc, đồng mờ trước ra sau luôn. Giá lâm quanh hơn 400 xíu. Mấy hôm trước thì quý anh chị lỡ cái con Rio quá thì nên cân nhắc chuyển sang con Say này nha. Tại vì nó tầm tiền thì bữa em bán cũng khoảng 400 450 mấy á. Nhưng mà con này cao hơn khoảng 10 20 triệu thôi, thấp hơn hai đời. Rộng rãi hơn, tiết kiệm hơn. Cho mà chọn cho mình cái rất là phù hợp luôn. Đấy, rộng rãi hơn nhiều. Đấy, động cơ khỏe hơn, đi rất là mượt hơn. Đấy, thì nên cân nhắc chuyển sang hướng con này nha. Thì nhanh tay alo cho em Đức nha. Số điện thoại có ghi trên trang á, nhớ comment cho đổi ý kiến, quan điểm của anh chị. Cứ thoải mái nha, tại vì bên em còn rất nhiều dòng xe từ 5 chỗ, 7 chỗ, gầm cao, gầm thấp, bán tải, máy xăng, máy dầu, đầy đủ tất cả các mẫu mã cho anh chị lựa chọn luôn. Đấy, cứ nhanh tay alo cho em, cần nhu cầu xe nào cứ alo cho em thoải mái, em sẽ tư vấn chi tiết, hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi, nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ của quý anh chị nha. Bye bye anh chị nha.